Vậy là đang đứng giữa sông Vàm Nao nè. Nè thấy cái chân của mình luôn nè, giữa sông nè nghe quý vị. Ơi lạnh dữ này kìa. Hồi nãy thấy anh trên bờ. Giờ đây. Ừ, nãy anh trên bờ, giờ anh được tắm cồn rồi. Giống hơn trong đây không? Sao con đây thấy nóng quá. Mát hơn ở trong mày nữa. Mát dữ lắm hả? Mát dữ lắm luôn, y chang là tắm mưa. Tay lội bằng tay nha. Đây mới chân tay lội. Cái tắm mà, đó tao đi tắm mà. Đi đây gọi đầu luôn. Mấy chị này vẫn còn gọt gọt trái cây. Trời, chị mưa lớn quá mà không ấy. Đây, ra giữa sông Vàm Nao ăn trái cây nha quý vị. Trời, trái cây chứ. Rồi, xin lỗi ngày chủ nhật ngày 5 tháng 5. Rồi, vô rồi, vô rồi. Vô. Cắt nước ra, mua nước kìa uống. Đây. Ra mày cồn giữa sông ăn. Đây. Rồi. Chút. Ăn không anh mà. Kéo mới nổi lên thở. Rồi cái bắt đầu ông đổ rồi cái mới liền xuống ông kia mới lặn xuống rồi cứ múc lên làm quà chừng nào đầy da thôi vậy. Ờ vậy. Vậy là cát luôn mà. Vậy là cát nổi lên nhìn thấy cát luôn. Nè chỗ này cao nè. Ở đằng đó kìa. Hả? Chỗ này là chỗ này nè. Chỗ này là cao nhất nè ha. Không. Sao ăn có giống trong đất liền hơn gái? Vỏ đá là nó nằm ở dưới đá kìa. Vô kìa, vô. Vô. Tụi con ở Châu Thành dạ, có chuẩn bị đi xuống tắm hả? Không có, đi chỉ chưa, hôm nay giấc này tắm rồi. Mỗi ngày là mấy ông lực lượng đi lâu hết chưa con? Lâu rồi, lâu hôm đó mấy tháng nay rồi, đâu có mà dạ, bà con mình đi ra tắm bình thường ha. Bình thường rồi. Dạ, Bước Chân Miền Tây mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay Bước Chân Miền Tây đang ở, cái này là xã Bình Thủy không gì? Dạ, Bình Thủy. Xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Không chịu thôi, không chịu giờ này là 11 giờ 31 phút. Rồi xin lỗi ngày chủ nhật ngày 5 tháng 5. Mình đang cùng với bà con ở khu vực này đi ra cái khu vực cái bãi cát nó bồi lên giữa sông Vàm Nao để đi tắm. Ồ, bà con hôm nay ra tắm chủ nhật đi tắm đông quá ha. Dạ. Tính ra cái bãi cát nó nổi lên tới thời điểm bây giờ là khoảng được mấy tháng rồi cô chú? Mấy tháng chứ. Qua nước kém là nó nước rồng, nước kém là nổi lên, nước rồng nước lớn thì nó lặn. Dạ cứ cái nước kém, nước rồng là cát nó sẽ nhô lên. Không có nhô được, cho nên kiểu như nước nó rút xuống. Cát nó lòi ra. Dạ dạ. Nó lên. Dạ. Mấy năm trước là có những hiện tượng gì không chú? Có cả hàng trăm năm nay chứ không phải mấy đâu. Dạ là cứ năm nào nước kém nước rồng là kéo ra tắm sâu. Vậy là theo con nghĩ chắc cái năm nào mà nước mà cạn sâu là sẽ thấy cát đúng không? Năm nào cái nhưng mà chưa tháng cạp. Tháng chạp hả? Tháng cạp nó cạp mạnh là mất nước luôn rồi nó dạ. Cạp nó không cạp thì nó lên. Dạ. Rồi. Rồi vậy đi mấy vậy đi tắm không? Đi với con luôn. Được. Rồi. Thôi mặc quần dài luôn đi, cởi ra rồi không có quần trong rồi hả? Không có quần tà lỏn. Không quần tà lỏn. Chị xuống không? Chị xuống luôn không? Con kênh Bước Chân Miền Tây. Vậy phải bỏ dép trên bờ hả? Bỏ dép trên bờ hả chú? Ừ. Mát không? Mát không? Mát lắm. À sao thấy giờ như thế nào rồi cho cảm nghĩ coi mát không? Vậy là bỏ dép lại. Tại vì cái này thì cũng gầm gò hôm nay nhưng mà để đảm bảo cho sự an toàn, nhất là mấy em nhỏ, các bạn ở vùng khác tới tắm tránh đuối nước á, thành ra cái lực lượng người ta hạn chế cho bà con ra đây tắm. Có mang dép không mà đi chân không mới vậy? Dạ không anh. Dép trên bờ hả? Cái cát không ai có xịn không? Trong này xịn. Một phút này có xịn, còn đi ra ngoài thì khác. Ra ngoài có mát giống hơn trong đây không? Sao con đây thấy nóng quá. Mát hơn ở trong này nữa. Mát dữ lắm hả? Mát dữ lắm luôn, y gan là tắm mưa vậy đó. Y gan là tắm mưa. Ủa tắm sông như tắm mưa vậy. Nãy giờ tắm lâu chưa? Tắm
sớm giờ cả tiếng hồ rồi. Tắm cả tiếng hồ rồi. Bây giờ đi lên. Đi lên hả? Nhà ở đây luôn ha. Nhà ở trên trường mẫu giáo vậy. Vậy hả? Chạy đi tới này tắm. Chạy đi, chạy đi tắm cồn ha. Đi tắm cồn, đi tắm cồn. Ồ, nhìn kìa mọi người kìa. Hôm nay cuối tuần hình ra tay ra đó người ta tắm. Này chắc mình phải lội, mình phải ướt đồ rồi. Ồ, trên đây người ta đã banh được nè. Ôi con chó kìa, lôi ra đi tắm. Đi tắm con, đi tắm không? Tắm không, tắm không, tắm. Chạy rồi. Tắm, 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 đi tắm. Ờ, trên đây đá banh được luôn. Bây giờ mình thấy nước nó rút ra ngoài rất là xa. Ở đây người ta chắc trà nè. Nó trà bắt cá đó, mấy trà cá đó. Mà giờ người ta thành cái bãi bồi. Ở đây là đá banh luôn rồi. Đó em trai nó cầm trái banh đó. Bây giờ là mình còn phải lội nước thôi. Không biết chắc phải để cái ba lô lại mới được. Ôi bà ngoại tắm mát rồi vô ha. Tắm lâu chưa ngoại? À, ngoại tắm lâu chưa? Tắm lâu rồi. Mát không? Mát lắm. Ngoại nhà ở đây hả ngoại hay ở đâu? Hả? Ngoại nhà ở đây hay ở đâu? Nhà. Dạ. Ồ, vậy ngoại năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 80 rồi. 80 rồi. Chắc ngoại gành tắm ở đây dữ lắm hả ta? Đứng lên. Ờ, đi cát vào lùng. Bị lúng. Ở đây chắc ngoại tắm thường xuyên nhỏ tới lớn hả ngoại? Dạ. Ở đây tắm hoài vậy đó hả? Mọi nhé không? Cứ tới mùa có cát bồi lên là mình ra tắm nha ngoại. Hả? Dạ. Ở đây 80 năm rồi. Giờ thấy cái này cũng bình thường hả ngoại? Tắm mát quá. Tắm mát quá. Ngày nào cũng tắm hết hay sao ngoại? Hả? Ngày nào ngoại cũng ra đây tắm hết hả? Không có. Dạ, lâu lâu mới tắm lần. Là 3-4 bữa tắm lần. Dạ. Ngoại là người địa phương ở đây năm nay đã 80 tuổi rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi bộ ra ngoài đó. Ôi, lần đầu tiên trong đời mà bước chân miền Tây đi bộ ra cái sông, mà đặc biệt cái sông lớn là sông Dầm Nao như thế này. Thấy cái chú kia đứng tới đầu gối à, mà chắc chắn khúc dưới đây là sẽ ướt mình rồi. Ơi, ở đây cạn nè, đi theo chú bước đường đó. Mình đi theo chú này nha quý bà chú anh chị. Đây mỗi bữa đi quay rừng quay cháy nóng, bữa nay đi quay sông cho mát nè. Hôm nay dài mình đi vô rừng vô núi. Hôm nay vô rừng vô núi nha anh em. Ôi ra đây là tới ngang ngực mình luôn rồi đó. Đây nước nó nước bơi không kẹt. Biết. Biết bơi không? Biết bơi không? Để tao bọc cho máu quá. Này bị lùn, bị lùn. Bị lùn. Rồi, cái này là nó mới chạy ngay nè. Ôi ra đây. Ở đây có cát nè. Ôi đứng cao nè. Ôi mình móc thử miếng cát rồi. Không tới đường tới ta. Đấy mà. Cho lắc nào kìa, móc thử miếng cát rồi. Ôi cái chân của mình là đứng thay cảm nhận là cát không? Chưa bao giờ cảm nhận được là con sông mà bự như thế này mà nó lại cạn đến mức mà mình có. Ê, mình đang đi ra giữa sông Dầm Nao nha quý vị. Ê, sông Dầm Nao. Đây là trên sông Dầm Nao nè. Bầu trời phía bên đó đang chuyển mưa luôn nè quý bà con chú chị. Hình như đang chuyển mưa. Đang chuyển mưa cánh. Ơi chỗ này cát cao này đang chuyển mưa cánh trong chi tôn á. Mà mây này chắc mưa không nổi đâu. Đây. Chào bà con cô bác nha. Đây cát nè quý vị. Đi ra giữa sông Dầm Nao. Cát cũng đang hù lùi. Đây ngủ sao em có rất là nhiều đơn tắm luôn. À cái đường ôi đường ở đây cao quá. Ở đây cao nè, ở đây đứng tới tới lưng quần này kìa. Ôi càng ra giữa sông nó cát càng, càng lớn nha. Nước đây càng ra đây càng cạn. Càng ra đây càng cạn nè. Ồ tới khu vực này cạn rồi, cạn nhiều. Thôi ra đây cạn rồi. Rồi hình như cái khúc mình đi là cạn hay là bên đây có không giống vậy, người ta mình đi xa xa ra thử coi. Cũng giống vậy anh. Cũng giống vậy luôn rồi. Ừ. Lên hơi sâu một chút. Ngộ ha. Mấy hôm trước thấy mấy anh em quay mà hôm nay mình thực sự mới trải nghiệm nè. Bữa nay là mấy anh em mình quay trở lại cái do hơi gần giữa trưa, gần 12 giờ trưa. Với lại trời đang chuyển mưa nữa. Ôi ra đây cao rồi nè.
Đây là cao lắm rồi quý bà con chú anh chị. Kìa bên đó có mấy chị lội ra tắm nữa kìa. Mưa lớn luôn rồi. Mưa luôn á. Rồi dám mưa đi cho mát. Mưa lần thái không bị chạy vô nha. Dám là mưa lớn luôn á. Đây. Chứ vậy là đã dưới đùi của mình luôn rồi nè. Đây có em bé đứng giữa giữa sông đây. Mày có 3 tuổi mà ra giữa sông cái luôn hả? Quá dữ rồi. Trời ơi đây cao quá cao rồi. Đây. Cái chỗ này cao quá cao luôn, mình đứng gần tới đầu gối luôn rồi nè. Cát nhiều quá. Bé đứng tới luôn nè quý bà con chú anh chị. Ủa sao còn giữa sông mà cát nhiều dữ ta? Rồi bé gái này kìa. Mấy con biết lội không? Mấy con biết bơi không? Dạ biết. Biết hết hả? Con 3 tuổi. Con đây 3 tuổi nè, con gái con mấy tuổi rồi? Con 3 tuổi nữa đi. 3 tuổi hả? Ôi nó cưng vậy hả? Con biết bơi không? Không biết bơi, mình lậu chỉnh chỉnh. Biết bơi, biết bơi chưa em gái? Chưa. Chưa hả? Vậy là ôm cho chắc nha. Có thường ra đây tắm không em gái? Không. Không hả? Chủ nhật mới ra một lần. Đây mình coi nè. Đứng hẳn lên đây kẹt. Đây. Mới ngang cái đùi vậy. Rồi bước chân mình tay thì đứng nè. Tới rồi ngang dưới cái túi quần của mình chút nè. Ra ngoài kia còn cạn nữa hả con? Ôi ở đây cao quá cao rồi nè. Đây là hơi sâu kìa em. Dạ. Mấy em mà nhớ giống là đi tắm cồn có muốn taxi rồi. Cho đây mình đứng gần tới đầu gối luôn rồi. Gần tới đầu gối của mình luôn rồi nè. À, em kênh bước chân miền Tây. Đâu đứng hẳn lên cho khán giả coi cái độ cao của cát rồi nè. Đây nè, ở đây nè, ở đây nè em gái, ở đây cao nè. Đứng đây cho người ta coi mình thấy giữa sông nó cạn như thế nào nè, chỗ này nè. Nè để em gái đứng hẳn người lên nha. Đứng hẳn lên người cho mình thấy cái độ cạn của sông nè. Rồi đó em bé đứng được luôn kìa. Đó. Đó em bé 3 tuổi mà còn đứng. Đứng giữa sông nha. Đứng giữa sông. Người lớn đứng chắc ngang đầu gối quá. Ở dưới đây nó kiểu như nó bài xuống không con? Ờ dưới đây nó bài nè. Ở dưới. Ở đây bài. Bữa nay nước nhiều hả con? Cỡ hổm là nó rút hơn nữa. Nước kém vậy, nước kém thì nó cạn. Mà con nước này nó hết rồi, con nước này nó là hết nổi rồi. Xong rồi không mày. Còn nước 1/4 nữa. Có nghĩa là cái bữa nay nữa là xong là mai mốt là hết ra đây tắm rồi. Có nghĩa là nước lớn là rồi mình hết ra tắm được rồi ha. Có nghĩa là sâu rồi ha. Chung thì cát nó vẫn còn nằm đó nhưng mà nước nó sẽ dâng lên, mình lên mình ra không được. Dạ rồi. Nước kém thì nó cạn, nước đông thì nó ấy lên, nó lớn hơn, nước đông mình không đi được. Dạ. Nước kém nhưng mà tới tháng 5 là nước đổ là nó không đổ. Dạ như vậy thì chứng tỏ là hàng năm thì cát nó cũng nằm như vậy. Nhưng mà do cái mực nước nó rút xuống như nó dâng lên thôi. Chứ không có gì lạ ha. À, năm nay hạn hán nhiều quá. Cho mỗi năm thì nó cũng nổi nhưng mà nổi à, năm nào cũng nổi hết. Dạ. Vậy là cái cát bồi là đã có mấy chục năm nay rồi. Dạ. Cái hồi cô mà còn nhỏ tới bây giờ hàng trăm năm rồi, từ xưa xưa đã vậy rồi. Kè ra đó tốt kìa. Này chắc người địa phương không quá ta. Nhà ở đây không hả? Đem gì ra nữa vậy? Ôi đem đồ ăn ra nữa kìa. Đi ra bật tay hay gì nè. Đây đây đội hình là đem đồ ăn ra gì nè, có muối tiêu gì nữa kìa. Cho em ăn ké với coi. Trời ơi rồi quá em, miễn phí luôn hả? Nhà có quá em luôn rồi, có dưa hấu luôn kìa. Rồi xin miếng luôn đây.
Nhà gần ở đây hả chị? Nhà ở đây. Lấy làm nhiều đi. Ngày chủ nhật cần lắm ha. Chủ nhật ngày 8 tháng 4 bà con cũng dạ. Hương vị miền Tây. Ngày bến ngày nào tốt luôn á. Ngày ăn đi. Ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Đây, ra giữa sông Vàm Nao ăn trái cây nha quý vị. Chân chứ gà giống như không? Cái gì đây, cái gì đây? Mình đi, mình đi. Mình đi rồi ơi. Trời con gái dân xài kìa. Uống trà đường nữa nè, uống trà đường không? Có bia luôn hả? Quá êm. Vậy là nguyên cái nhóm mình là nhà trên đó hết luôn hả chú? Nhà trên đây hết. Rồi rồi, vậy là từng vậy là ngày nào cũng ra đây chứ rồi. À, nói chung là trống giờ nào thì đi tắm giờ đấy. Ô ra đây, ra đây chắc cao. Nguyên băng mà gãy. Lương thật, lương thật, lương thật. Thôi ra đây xấu rồi nè. Không ra ngoài cả. Là ra ngoài kia cạn nữa. Tại vì ngay chỗ này là cái chỗ sau đi đường đây nè. Dạ. Nó đèo đó nó có ấy. À đi theo cô ha. Ôi cô biết đường đi nước bước hết trơn nè. Ở dưới sông sao nhớ đường hay vậy ta? Ở đây mà. Ở đây mà. Chị là tắm từ nhỏ tới lớn nè. Phải không? Tắm từ nhỏ tới lớn. Ở đây sông là có. Là qua khỏi cái lỗ này đúng không? Đi bên đây. Ồ bên kia đông lắm kìa. Tới đây là mình giữa sông chưa con? Rồi hiện tại là mình đã ra giữa sông Vàm Nao rồi đó. Cỡ mấy giờ mới gồng sáng nữa chú? Cỡ 1 giờ bữa nay. Chắc cỡ tiếng ngoài 2 tiếng đồng hồ nữa. Chút xíu nữa, lại chút xíu là vừa đúng không? Nó sát ở đây là nó có. Ôi ở đây cát cao nè. À cát luôn. Bay lên. Trời ơi. Thấy cát luôn hả? Còn có chừng 2 3 tấc nữa à. Trời ơi. Vậy là mình thấy cát luôn hả? Thấy luôn. Nặng luôn, khô ra luôn. Bay khô luôn mà. Trời như đang chuyển mưa rồi, tôi đang hùi lùi rồi. Tắm mưa luôn. Tắm mưa luôn. Tắm mưa luôn, có mưa tắm mưa luôn. Cho nó mát đi, hôm nay nóng lực quá trời rồi. Đó, ăn xài đi. Xài đi không? Hả? Xài nào? Dạ, cá mời quý vị đây nè. Có bia luôn nè. Đó nếm đâu có mà hai ngủ rồi. Ôi, ra đây. Ra đây có cái ụ cát này bự quá, mình đứng thẳng người luôn. Kìa mấy chị đứng cào đi tới đầu gối luôn kìa, hơn đầu gối luôn rồi kìa. Ôi ngộ quá ha, ở đây cắt nhiều quá nè. Quá rồi, quá bên đây cát lớn rồi, đây cái đứng mình đứng là tới đầu gối luôn nha. Vậy là đang đứng giữa sông Vàm Nao nè. Nè thấy cái chân của mình luôn nè, giữa sông nè nghe quý vị. Đó. Ở dưới hình như đó nó bài ra hết ta. À nó cũng bự vậy nè. Nãy quên đem bia theo rồi. Hết tài luôn. Này gờ cái này rượu đế là tới tay rồi. Thì vô kìa, vô. Vô. Cái nữa coi, ba hai bọn nữa. Hai go. Này người ta cũng bia này cũng muối hết. Mình đi ra được tới đâu chú? Ra phao đỏ hơi sau. Ra tới cái phao đỏ bên đó là hết đi được ha. Dạ. Ôi vậy là vị trí của mình hiện tại là giữa sông Vàm Nao rồi. Ồ sao đây sâu ta? Đây cái mình quay cái nhô cát này là cao nhất nè. Mọi người đứng ngang đầu gối thôi. Ồ mình đi hoài với hoài được hả con? Mình đi hoài luôn luôn hả? Kìa ngoài kia có hai người ngoài kia nữa kìa.
Vậy là đi tới cái hết cái khu vực nào mới hết cái bãi cát cô? Đi hoài luôn hả? Phải không Tài? Hay là đi tới chỗ nào sau cái mình quay lại? Đây, như mình đi hoài. Ở đây sâu nè, có chỗ sâu rồi chỗ cao, chỗ thấp. Rồi mình đi giáp vòng một vòng luôn coi. Khám phá rồi. Đây, tới chỗ này cao nữa nè. Có chỗ thấp, có chỗ cao. Rồi, tại chỗ này cao nè. Có chỗ lúc, có chỗ thì rất là cao, cát lên cao tới đầu gối luôn á. Ở đây mấy em nhỏ lấy cát lên được luôn, móc cát lên được kìa, chơi cát kìa. Ôi, ở đây sâu rồi. Rồi, ở đây chắc tha cao là lấy cát lên được nè. Thọt tay xuống là lấy luôn hả em trai? Nè. Kìa. Vậy là chỗ này cát cao rồi. Nữa em trai thọt tay xuống là lấy cát, giống như đi tắm biển vậy ha. Đây, bữa chồng tay thọt tay cũng lấy cát được nè. Tự nhiên bữa nay ông trời ông chuyển mưa mát làm tắm mát quá con. Đây mình đi giáp một vòng thôi. Mình đi dài cái đó được nữa không con? Dài dài hoài luôn hả? Tới chỗ nào mới hết cát. À, có nghĩa là mình đi càng ngày càng xuống sâu. Tới chỗ nào mình cảm thấy nguy hiểm thì mình dừng lại. Dạ. À, ở đây cát nhiều, ở dưới kia cát ít. Dạ. Tuôn cát ha. Để mình đi dài dài thử coi. Ôi, ở đây cao. Ơi, hình như đây mình đang đi xuống dốc nè. Vậy là tới đây là hết ha con. Rồi mình đi thử coi. Ôi tới đây là gần tới ngực của bức tranh miền Tây rồi. Nè. Thôi sâu quá nguy hiểm quá, mình trở lại đi. Trời chuyển mưa luôn rồi. Tắm chưa đã? Trời chuyển mưa rồi. Thôi tỏ cát đây quá cao rồi. Đầu gối của mình nè. Thấy cái chân nè. Rồi tắm đã rồi vô ha, chuyển mưa rồi. Lội luôn. Không biết là có mưa hay không nhưng mà chúng ta thấy hình ảnh tối sầm lại là giờ này gần 12 giờ trưa rồi. Mình nghĩ là không biết có mưa hay không, ngày hôm qua cũng vậy nhưng mà chỉ có lắc khoắc vài họ giọt thôi sau đó hết. Ôi chỗ này sâu nè. Chỗ này xây. Đi chỗ này lút luôn. Quá sâu rồi. Đi khỏe quá đó hả? Ôi chỗ này sâu dữ ta. Ôi chỗ này sâu quá. Rồi lội vô đây là có cát rồi. Ôi ở đây cát cao rồi. An toàn rồi. Hình như mình cảm nhận giống như là cát nó lượn như thế này nè, như núi vậy đó. Khi mà mình lên cái đỉnh cao thì sẽ có một khúc lượn xuống thì sẽ nước sẽ sâu. Ôi giờ này người ta vẫn còn ra tắm lùm nọp kìa. Ôi chỗ này sâu nè. Ôi chỗ đó cao kìa.
Có anh cha anh ra đây anh gọi đầu luôn. Mình lại nhanh lại mình quay cho mọi người xem. Gọi đầu. Chiếc đồ dưới là đồ lưng tại trên nhà máy ông Bìa. Trên nhà máy ông Bìa. Dạ. Nhà gần đây không anh? Gần. Dạ. Ở gọi đầu nữa. Mày mới đem bịch xà bông ra luôn. Cái tắm mà đó tao đi tắm mà. Thì ai gọi đầu luôn. Có đem đồ thi thai không biết nữa. Rồi có đem đồ theo thai không? Không, nhà gần đây. À vậy là lọt lọt lên nhà luôn. Mát quá, tắm này mát quá. Ở ngoài biển ở ngoài đó là nó hô gách cái lưới rồi là mình lội một mình phóng xuống cái là cái tàu nó chạy vòng nó cuốc ở dưới cái chỗ đó đó. Cái bàn tải đó đó nó là lên nó rước mình nó thảy dây. Là sao? Như là mình đi biển á. Đi biển hả? Đi biển mới về đây. Anh đi biển hả? Đi ngoài Phước Tỉnh á. À Phước Tỉnh như là Bà Rịa Vũng Tàu. À đúng rồi. Rồi về đây tắm cồn ha. Nhà ở đây, về nhà ở đây. Dạ. Mấy bạn nó rượu rồi tắm đi tắm. Nhả cái nước mặn. Nhả nước biển ra lấy nước ngọt vô phải không? Vậy là bị nhiễm mặn rồi phải không? Nhiễm mặn rồi. Và hai gọi đầu. Gọi đầu. Gì ha? Bà cụ thì gọi đầu, còn nghe đây là ăn ăn xoài. Xoài. Ở đâu mà đi quay hả? À? Tụi dạ, con ở đây nè, Châu Thành. À. Anh Châu Thành, con bên chợ mới. Chị gọi đầu không? Chính sao không gọi đầu kìa. Đụng đất luôn à. Rồi hồi nãy giờ chưa hết cái thao cái thao xòi nữa. Đợi ngày đi anh ơi. Giờ chuẩn bị gọt dưa hấu nha. Chuẩn bị gọt dưa hấu. Rồi ra tắm nước luôn kìa, uống nước uống luôn. Kìa uống nước, nhiều nước nữa. Có ghe hàng nữa kìa. Có ghe hàng luôn. Ai ăn uống gì đó. Trời ơi, đây vậy là ra ngoài đây bán đồ luôn hả? Quá em. Kìa kìa. Có ghe hàng tới luôn kìa. Trời ơi, giống vùng miền Khứ Cà Mau quá ha. Kìa ăn nãy giờ cắt nước ra mua nước kìa uống. Đây mà. Đây. Có dịch vụ trên sông luôn nè. Mì gói luôn. Mì nấu luôn. Rồi ăn mì gói ở đâu? Đứng ăn hả con? Đứng ăn sao giờ? Ngoài biển luôn. Đứng ăn rồi ta quay sao ăn có trứng cút nữa nè. Trứng cút nữa nè. Ô dưa hấu nữa. Nước uống nữa nè. Quá dữ quá dữ. Ai bán bia luôn rồi này á. Rồi nước nước sôi đâu? Nước nóng nè. Sôi đâu cho mình thấy hả? Mình thấy là được nhiêu ly? À này là được 4 ly. 4 ly. Mì gói nè quý vị ơi. Gói nè. Mì gói không? Mì gói nữa. Mì gói trên sông nha. Ăn cái này là đứng ăn á. Mấy chị này vẫn còn gọt gọt trái cây. Trời chuyện mưa lớn quá mà không thấy mưa. Tao vô bột luôn. Giờ này đông rồi. Cái gì? Gọt trái cây xong rồi mời bà con ăn cho hết luôn. Rồi như ở trong bờ người ta đang ra nữa kìa. Mình thấy có một nhóm kìa. Gà tắm nữa kìa. Thôi dưa hấu từ thiện đi. Dưa hấu từ thiện. Đây là không bán. Ngày ai muốn ăn lại ăn. Miễn phí đúng không? Miễn phí.
dài vậy ạ? Ăn vô hết đang đem thao không vô à. Đúng rồi, ăn vô hết đi. Khỏi đem vô. Có công xách ra xách vô. Cô chú này chắc bán vòng vòng ở đây quá. Ngày nào không bán đây hết trơn hả chú? Ngày nào không bán vậy. Dạ. Giờ thấy bà con là tấm đông đông cái mình chạy ra mình bán ha. Dạ. Dạ, rồi gọi bình thường là bán ở đâu? Không có bán. Đâu là đợi dạ rồi người ta không tắm rồi không bán hả? Nhìn giống ghe hàng. Về mấy cái vùng miệt dưới mới có mấy ghe hàng trên sông chứ giờ đâu ai bán đồ trên sông đâu, chợ nổi này kia. Dạ chỗ mình đi sâu quá ra mà nó mấy con nó đứng cao rồi cát cao. Ôi lúc đầu luôn rồi, lúc đầu rồi đi lên đây cái dốc cao cao lại nè. Giữa ngồi giữa sông luôn rồi mèn ơi. Ngồi giữa sông luôn phải không? Không có đứng nha, là cô đang ngồi rõ ràng nè, ngồi giữa sông luôn nè. Đây là cuộc đánh chiêu chỉ có tại miền Tây thôi. Cái ngã ba Dàm Nao là nằm chỗ nào cô? Dạ, ở dưới đó hả? À. Cái đứa là Dàm Nao gì là ở đây gần ngã ba Dàm Nao rồi. Là kêu cái cồn Bình Thủy. Dạ. Ở đây là kêu cồn Bình Thủy. Dạ. Cũng gọi là cái sông Dàm Nao. Thôi mình cũng đang ngồi luôn nè, đã quá ta. Lần nào nhỏ cha sanh mẹ đẻ giờ mới người già rửa giữa sông mà ngồi á. Mà đặc biệt là cái sông lớn như thế này. Dạ. Còn có câu chuyện nào mà đặc biệt hay không mà cả cho anh em con nghe với cái gì đó hồi đó chỉ đi biết rồi còn nhỏ là đi một gạo tốt rồi. Hồi nhỏ mà cái lần mà đầu tiên mà cô ra đây cô tắm cồn là lúc đó bao nhiêu tuổi cô? Nhớ cái gì có nhớ đâu, bé xíu rồi đi tắm cồn rồi tới giờ luôn đó chứ. Ờ vậy là có rất là lâu rồi. Lâu, hàng trăm năm rồi. Trên. Hàng trăm năm rồi. Tại vì trước cô nữa. Thời ông bà nữa đúng không con? Dạ thời ông bà hồi xưa tắm. Dạ. Hồi đó là ở đây là lấy cát mà người ta lấy cát lặn á. Dạ. Cát lặn là sao con? Người ta có cái cần xé. Dạ. Xé. Cái một người ở dưới này nè là hai người canh nắm dây ở trên cái ghe. Cái luyện cái kia chứ không phải cần xé cái kia. Dạ. Là ông lặn xuống đó là múc hai ông chân kéo rồi mới nổi lên thở. Rồi cái bắt đầu ông rồi bỏ rồi cái mới luyện xuống ông kia mới lặn xuống rồi. Dạ. Cứ múc lên làm hoài chừng nào đầy ghe thôi vậy. Dạ. Chứ đâu có vụ mà sáng thổi như bây giờ. Yeah. Bởi rồi đó còn có đâu có chìm đâu. Bây giờ có mấy năm về trước cái sáng thổi lại đây múc cái gì. Cái cồn nó tới năm nay nó ngưng múc, năm nay nó mới nổi lại đó. Yeah. Không mà nếu tính ra là cái múc có ngưng có 2 năm rồi cồn nổi cực kỳ nhanh. Dạ, luôn á. Dạ dạ. Bị gì nó bòi mà dọc. Dạ. Cái rất là nhanh. Kiểu như cái dòng xoáy của thủy triều nó tạo cái cát nó dồn lên một chỗ. Dạ dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Để tắm này chắc vui lắm rồi con. Đó là đâu người không tắm hả con? Ở đây quen rồi ai đâu mà đi tắm. À. Ủa sao giờ thấy ra tắm đông quá ta? Đi dưới ba YouTube đó, hết đưa lên nói là ở giữa sông Dàm Nao mà có cái cồn đó mà ị đó. À rồi bây giờ bữa nay là cô hiểu luôn rồi. Ừ. Hồi nhỏ cô tắm không có vui. Bây giờ là nhờ mấy ông mà tắm mà vui với không vui. Nhờ mấy ông YouTuber. Nhờ mấy ông YouTuber mà bây giờ mới ra tắm vui vậy đó không? Dạ, mấy ông đăng lên cái thấy vui vui cái ra. Ê, đi lại quay kéo lưới trên cồn luôn kìa. Kìa kéo lưới. Kìa, chẳng những tắm, ra ăn uống trái cây, đá banh, mọi giờ kéo lưới luôn giữa cồn luôn kìa, giữa sông luôn kìa. Thường thường mình chỉ thấy cảnh miền Tây đi kéo lưới là ngồi trên chiếc xuồng nha. Bữa nay là mình thấy là đi bộ kéo lưới. Kéo lưới trên giữa sông này đâu, đúng rồi, đúng rồi, chị. Rồi người
ta kéo bằng ghe bằng máy không đúng không? Bây giờ đi bộ mà chắc giữa xong rồi nào không để đi 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 lại hai anh đó, hai nó đứng tới là mình đứng tới đúng không? Bực sâu hả em trai? Sâu á. Sâu. Sao mình đi chậm chậm ha. Không biết đường không? Dẫn đường nhanh đi. Em biết đường không? Hướng nào đi, đi đi theo em trai đây. Đi em trai nè. Không mà nhiều khi đi ở đây cao nè, đi không biết là xuống bực á. Tại vì nó không có bằng phẳng được. Nhấp vô nhấp vô á. Cho đó sâu. Sâu nè. Không sao đâu, anh biết lỗi mà. Ôi, bước chân một tay lỗi một tay nha. Đây, bước chân một tay lỗi một tay nè. Ôi, không nổi rồi. Một tay quay, một tay quay, một tay lỗi không nổi rồi mệt lắm. Rồi, gần ra tới hai anh kéo lưới rồi. Bên nó cạn anh không? Cạn, đi đường này nè. Mình đi mình trong đó nè. Anh đi đúng đường rồi đó. Ôi, mình qua bên anh mình mới được. Đây, 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 đây. Đây hình như ở đây có một con đường dài á, đây cao nè. Rồi, rồi đứng đây tới lầu gói. Ôi cao luôn rồi. Cao luôn. Nè 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 nè. Nó sóng giỡn á. Xuống dốc rồi nè. Ôi, đây cao. Cá nhiều không chú? Cá. Này người ta đi ghe đi xuồng kéo lưới, còn này đi bộ giữa sông kéo lưới. Cái này là kéo hàng ngày hay là kéo giải trí? Kéo giải trí phải không? Lần đầu tiên kéo lưới giữa sông Dầm Nao. Mà đi bộ nó mới ghê. Sáng giờ được nhiều cá rồi. Thằng mới kéo có hai ba trại không có. Hai ba trại chưa có con cá rồi. Ủa cái này mình kéo bằng cái chài hả chú? Cái chài hả? Lấy cái chài kéo lưới luôn. Rồi được con nào chưa? Đủ. Đủ mồi chưa? Toàn ơi. Này đó, đó giờ mình có kéo giống vậy lần nào chưa chú? Không không. Chưa lần đầu tiên đâu hả? À, mới lần đầu tiên. Tụi con cũng thấy lạ lắm. Hôm nay đi tắm rồi kéo giải trí chơi. Giải trí cho vui ha. Coi chừng dính cá bông lao á trời. Dưới cá hô á. Đây cá bông lao cá hô dữ lắm nè chú. Đó, nhiều lắm. Mà hồi xưa á. Hồi xưa chứ giờ hết rồi. Hồi xưa cá bông lao dữ lắm. Hồi xưa là cá hô cá bông lao là nổi tiếng bà con đi săn săn hàng đêm mà. Nổi tiếng dùng Dầm Nao luôn. Nào cá ấy nhất là cá hồ, hồ dữ lắm. Bây giờ đó. Nghe nói là hồi xưa là hàng cả trăm ký á. Mắc rồi, mắc rồi. Hàng trăm ký á. Rồi gửi cho chú. Hồ đó tự nhiều khi con trăm mười mấy ký, 2 3 4 50. Dạ. Rồi giờ kéo lên coi có cá chưa? Có con cá hồ rồi chưa? Kẹt kẹt nhảy vô lưới cho chú kéo cho nặng nặng có cảm giác kéo. Mở hàng cho chú. Ơi mình đang đứng trên lưới nè, ghê lại. Ôi ghê lại, ghê lại, đừng đạp lưới. Đạp lưới gách gách chài. Đạp cái chài. Nhóc nhóc. Ủa giờ cát không mà cũng dính gốc nữa chú. Đó. Đó rồi nè. Nói qua đây nè, nói qua đây nè. Cái gì á, cái cây hả? Cá gì, cá gì? Cái cây. Cái cây hay gì rồi? Chính cây rồi. Rồi kéo đi. Rồi, dở được rồi. Rồi biết có cá không nữa. Tuốt rồi này, tuốt rồi này. Không, cái này mà dính cá là cá bự á nha. Tại cái chài lỗ bự lắm á. Chài này. Lưới đó ta, lưới qua cứ chài ha. Chài chài. Rồi xuống đi, xuống kéo rồi rồi. Xuống thuốc này đi, thuốc này kéo. Đâu mà đầu vợ lên có thấy có đầm đầm lưới giờ chưa? Chưa hả ta? Hí hí lên, hí lên. Vô vô vô, vô cá bự rồi, cá bự rồi. Không lại kéo, không lại. Cá bự rồi, cá bự rồi, cá bự rồi, cá bự rồi. Lại đi xuống đi nè, xuống kéo đi, xuống đóng mấy kéo đi. Rồi rồi. Đây nè, nó mới kéo. Kéo nữa hả? Kéo cho vui đi. Kéo cho có động lực. Kéo cho có động lực. Rồi vô rồi, vô rồi. Vô, vô rồi, vô bờ, vô bờ á. Vô bờ. Chưa, đang chờ chú kéo vô. Thôi có cá không? Không.
Ờ đúng rồi, người ta kéo rồi mấy ông đứng trước rồi cá nào mà vô. Đi ra mấy ông ơi, mấy ông phá hoại tao không à. Kéo hai chú đứng vô kéo mà mấy ông lộn là đứng trước đi khơi 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 khơi. Mấy chú này kéo cho vui thôi nha, chứ người ta đông vậy cá móng nào vô nổi, kéo bằng cái chài nữa. Hết trái cây chưa? Giống tấm biển nha, thiếu sóng nha. À, mới đây còn chưa hết nữa, hay là gọt thêm. Hèn rồi, nãy giờ chưa hết nữa. Ăn nhiệt tình quá là không hết rồi. Hình như cái vị trí này là mình đang đứng là cái bằng cát nhô cao nhất. Đây, chỗ mấy cô này đứng là phần cát nhô cao nhất luôn nè. Mình đứng là dưới đầu gối chút xíu nè. Thấy cái bàn chân của bức chân tay luôn. Rồi em nhỏ em gái chị sọc 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 sọc. Dạ đứng lên lạnh quá, ngồi xuống thì nó ấm. Ngâm nước lát mấy cái tay nó dợp hết trơn à. Này trời này do chuyển mưa gió hay lạnh chứ trời nắng tắm mát lắm. Kìa chị đó đi bộ luôn kìa. Ôi vậy là chỗ này cạn lắm rồi, chị đó đi bộ luôn kìa. Tấm đẻ tấm biển luôn hả? Ủa cái này cao quá ta. Hôm qua là mình thấy cát luôn hả chị? Vậy là cát nổi lên nhìn thấy cát luôn. Nè chỗ này cao nè. Chỗ này là chỗ này là cao nhất nè ha. Hôm qua bên đây là cao nữa. Là bữa nay cao lại đây. Ai tại ngồi đây thì cao đây chứ biết rồi. Giống thì gan bãi biển không? Đây là bãi biển à. Mà bữa nay tắm mát không có bị đen. Tại không có nắng phải không? Không có nắng. Mà nó bị lạnh á. Không có lạnh luôn. Gió thổi lạnh nè. Đứng lên lát lạnh nè. Nóng rồi. Trời, đâu nhảy luôn coi, nhảy cái luôn coi. Nhảy vô đi tắm biển coi. Đâu chạy coi, chạy nhảy coi. Như là đi tắm biển vậy đó. Trời ơi, quá vui. Ủa, đắp cát được luôn hả? Nước gì sao đắp được? Được, cả qua cả ngày nằm xuống đắp cát chơi. Là trời.
chơi nhỏ nhỏ lắm ơi, nước cho lỗ mũi quá. À, chuẩn bị vô rồi. Ăn cái gì? Trứng cút ăn cà na. Trứng cút hả? À, mua của cái cô ghe hàng hồi nãy đó hả? Hello hello, hello. Có gì đâu, vui mà. Nhà mình ở đây hết luôn hả mấy chị? Hả? Quen hả? Quen hả? Quen chúng chơi ấy nướng luôn đi. Phát nướng luôn đi. Quen luôn hả? Vậy là nhà ở đây hả con? Nhà gần đây luôn. À, vậy có tắm thường xuyên hay không? Hả? Dạ không dám ra nhiều. Sao vì sao kỳ vậy sao? Dạ không dám ra nhiều. Vậy là mấy này bạn của Nhâm hả Nhâm? Bạn luôn hả? Giới thiệu qua bịch trứng cút nhiều bịch. Nhiều bịch. Mới nghe. Ăn này là có muối tiêu mới ngon nè. Có làm cho công ty giống đúng không? Không. Không, nhìn mặt biết rồi. Không, không nhà không à. Mình đã rồi nó có làm. Nè, mẹ đúc. Ở nhà là ăn nó không mà báo hả vậy? Viên, 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 viên. Có viên, có viên. Có viên. Vậy hả? Đó vậy đi, mai mốt để dành gả Việt Kiều. Gả Việt Kiều không cô? Làm mai cho. Gả. Gả Việt Kiều không? Đừng có bán con à. Ai đâu mà lấy bả nữa mà gả Việt Kiều chứ. Bả quen cái mặt trong công ty quá trời. Đây, người quen cũng hàng em giỡn. Review món trứng cút à? Giới thiệu, giới thiệu có nghĩa là ngon không này kia rồi đó. Trứng cút nó ngon không sao, giới thiệu cho người ta ăn, người ta biết. Ta đi ra ngoài cồn ta mua trứng cút ăn. Giới thiệu rồi, có giống trứng cút ở trong đất liền không? Sao ăn có giống ở trong đất liền không gái? Thôi không review đi vô. Vô nha, bye bye nha. Nó lạnh hả? Nó lội được không? Nè chẳng ngửi như người tắm rồi, con cúng con còn tắm nữa nè. Đó, thả cho lội coi. Ôi lạnh, lạnh dữ rồi kìa. Hồi nãy thấy anh trên bờ. Giờ đây. Ờ nãy anh trên bờ, giờ anh được ra tắm cồn rồi. Ôi lạnh quéo nhỏ luôn rồi. Đâu đâu thả cho nó lội cái, nó lội không? Nó biết lội không? Cho vô thao hả? Vô thao đi, cho nó lạnh. Lạnh là quéo quá trời rồi. Lạnh rung rồi. Trời chó nó này là giống gì ta? Này giống gì em gái? Giống này giống gì? Giống bà mợ không biết nữa. Dạ, nó không có giống chó thượng mình nè. Ồ, lạnh coi rung ơi, coi rung ơi. Rồi rung dữ rồi. Đi vô ha. Đi vô rồi. Rồi, rồi. Lạnh gung rồi. Kêu rồi, kêu rồi, kêu rồi, lạnh rồi đó, lạnh gung rồi. Gió này lạnh nè, chuyển mưa. Ủa bắt con gì em gái? Tụi quên cái thao trái cây nãy hả? Tưởng bắt cái gì. Để mình vô lại một khoảng rất là xa vô tới bờ rồi. Ủa này bắt con gì cô? Bắt cá bóng chú ơi. Cá bóng hả? Ờ cá bóng nhỏ nó lật ba gạch nó bắt nè, nó ham nó bắt mà chú ơi. Thôi ngộ vậy rồi. Nhỏ nè. Rồi về khô queo hả? Không có, nó về nó nuôi. À về nuôi hả? Về nuôi. Đâu? Ba bốn bà cháu tôi đào lên đây. Lên đây lên cho bốn bà cháu. Lạnh quá. Đi bắt cá bóng. Bắt cá bóng. Bắt đầu đi tắm đi. Bắt tắm bắt đầu chú ơi.
đâu. Từ từ cho chú coi kìa kìa. Để chú quay kìa. Để đâu đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Thấy chú quay. Ồ, con cá bóng này là khô queo nè. Cá bóng này khô queo nè, một bọc rồi nè. Dạ. Cái nhà con nuôi nhiều lắm. Ủa đâu mà nó tấp vô đây hay ta? Nè 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 chú ra để cho chú quay. Kìa kìa. Dạ. Ồ. Vỏ đá là nó nằm ở dưới đá kìa. Nè bỏ vô cái hồ ha. Bỏ vô hồ luôn. Thấy chưa? Dạ rồi, cảm ơn. Thấy rồi. Thấy bù bù trong bắt con gì. Rồi em gái vô tới bờ rồi đó hả? Đã không? Mát không? Vậy. Rồi, dép ai trôi từ lưa mưa chân kìa. Ra là ăn mì gói luôn đây. Cho con một ly mì nha. Này mình ghé hàng, lên ghe hàng ngồi ăn luôn. Lên ghe ngồi đúng không con? Ngồi đi, chở. Dạ. Chị con có đi ăn vô rồi. Ủa lội bộ vô cho vui. Lâu lâu mới được ra đây một lần lội bộ cho vui. Ủa tắm chút xíu gì rồi hả em gái? Dạ. Ghe ăn hết bịch trứng cút rồi vô hả? Ăn hết bịch trứng cút vô được hả? Ăn hết bịch trứng cút, ăn ly mì nữa nè, anh mời ly mì gói nè. Ăn không mì gói không? Ở đây ngồi ăn được rồi, ngoài chỗ đâu ngồi. Ăn không, ở đây ăn nè. Dép dứa gì vậy? ăn ở trên bờ là bình thường rồi. Mình ra ngoài cồn giữa sông ăn. Đây. Rồi. Chút. Ăn không, anh mời ly nè. Dạ, để đi mấy kia, nó lấy cho con mi thêm miếng nước đi. Rồi mời quý vị giữa trưa thưởng thức ly mì. Có lẽ thì bước chân miền Tây cũng sẽ khép lại video ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem, và đừng quên ấn nút đăng ký kênh cho bước chân miền Tây, một like, một bình luận. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo. Bye bye đó, cảm ơn mọi người nha. Giờ này bà con cũng đi vô lai gai rồi, ngày tắm rồi. Chút xíu nữa thì nước lớn, nước sẽ cao lên, sẽ không còn tắm được nữa. Nên là bà con đi vô. Rồi bye bye bằng gian luôn nha. Ăn mì gói không? Lê làm ly nè.